Xin chào các bạn, hôm nay cô sẽ hướng dẫn các bạn làm một cái nhân vật rối nha. Tất cả đây là những cái sản phẩm mà đã qua sử dụng ở nhà, các bạn có thể dễ tìm kiếm nha. Thứ nhất là những cái này là mình sẽ có là cái nắp chai nè, cái mặt của hai này cũng là cái nắp chai màu trắng. Cái này là cái lọ Yakun đó các bạn, cái lọ Vinamilk á. Này là ống hút để hút Yakun nè, và ống hút đây, đây là cái ống hút màu đen. Còn lại là mấy cái muỗng ăn sữa chua nè các bạn. Đây, và các bạn thêm một cái đó là các bạn chuẩn bị thêm cho cô là cái cúc áo có hai lỗ như thế này nha. Để chi, để mình làm những cái khớp này của cái con rối, và đặc biệt là nếu như bạn nào mà mình có chuẩn bị thêm cái phần mắt này thì mình sẽ chuẩn bị thêm để mình dán vô đây, còn không thì mình sẽ dùng kem nến là xuống móng keo các bạn. Này, mình sẽ chấm lên trên và sau đó mình vẽ lên ở đây giống cái miệng của cô nè, mũi thì mình sẽ làm bằng cái cúc nè. Ở đây và thêm nữa là cái que này, bây giờ mình sẽ điều chỉnh của con rối bằng cách là sợi dây này, mình sẽ cột cái sợi dây này. Các bạn sẽ điều chỉnh cái tay của nó, ví dụ như là mình muốn cái tay nó di chuyển như thế nào thì mình cột cho nó vừa mức. Có thể là một cái tay mình cột cao, một cái tay mình cột thấp, thấp khi mà mình để yên đứng yên như thế này. Còn lại là nếu như chỗ nào mình muốn tự động thì mình có thể là đưa cái hình dấu cộng này đi lên xuống thì nó sẽ được di chuyển cái con rối của mình. Bây giờ cô sẽ cột cái con rối này vô cái que này nha. Đây, rất là dễ tìm kiếm. Sau khi xong các bạn sẽ cắt một cái phần này bớt. Cái tay bên đây thì mình cho nó hạ thấp xuống thì mình có thể để nó như thế này nha. Rồi sau đó mình cột lại. Các bạn muốn cái tay này nó thẳng thì các bạn sẽ nghiêng cái hình dấu cộng như thế này nó xuống và ngược lại, hoặc là hai tay vậy. Yeah, đây là cái đầu muỗng nên mình làm cái bằng tay nè, và mình có thể trang trí lên. Các bạn có thể dùng những vật liệu khác để mình trang trí lên. Phía sau cái ốc này cũng là làm từ cái muỗng, các bạn có thể xem một cái link ở phía sau á, clip ở phía sau cô có hướng dẫn tỉ mỉ đó. Rồi bây giờ cái chân thì mình có thể cột sợi dây nó dài hơn một xíu nha. Này, các bạn có thể cho nó co chân lên hoặc là nó như thế nào đó, cho cái chân nó thẳng chút nha. Các bạn cột sợi dây nó dài ra nha, để cho cái chân nó thẳng xuống. Khi mà các bạn muốn nó co lên thì các bạn nghiêng nó qua như thế này thì nó sẽ co lên. Còn lại cái chân này mình sẽ cột cho nó co lên. Xong, đây là một cái hình con rối nha các bạn. Các bạn có thể điều chỉnh nó là tay lên xuống thế này, các bạn cầm gì đó tùy các bạn. Đây, nó có thể là khớp đây, mình có thể điều chỉnh nó, mình có thể nhảy múa hoặc là như thế nào đó tùy các bạn. Các bạn có thể cho chân này nó dài hơn nãy, cô chùa cái dây nó hơi ngắn lên, cái này nó còn khỏe lên để nó cột. Mình có thể thả sẵn như vậy, nó sẽ thẳng múa hát gì đó tùy nó đó. Chúc các bạn có một cái sản phẩm con rối thật là đẹp nha. Các bạn có thể tham khảo clip phía sau cô hướng dẫn.